phụ nữ, đó là quà tặng tuyệt vời nhất mà Thượng Đế dành cho loài người. Sẽ thật không quá lời khi nói câu nói đó, bởi người phụ nữ ngày càng khẳng định được vai trò quan trọng bất kể trong công việc hay trong gia đình. Và ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 chính là dịp tốt để tôn vinh vẻ đẹp, sự duyên dáng cũng như những đóng góp to lớn của nữ giới dành cho xã hội. Và chúng tôi ngoại ngữ Tomato cũng không phải một ngoại lệ. Nhân dịp này hãy cùng series Tiếng Trung mỗi ngày một chủ đề của chúng tôi ngoại ngữ Tomato học về chủ đề phụ nữ và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới một nửa thế giới. Và tôi là Thu Hà, đến từ Trung tâm Ngoại ngữ Tomato. Để mở đầu cho video ngày hôm nay, chúng ta hãy học từ chính, đó là từ phụ nữ, phụ nữ. Còn những từ dùng để xưng hô với nữ giới thì gồm có nữ sĩ hoặc là xiao jie. Ví dụ như là xin chào cô Trần, Trần xiao jie hảo, hoặc là xin chào bà Nguyễn, Nguyễn nữ sĩ hảo. Thế phụ nữ thì thường là thích những nghề nghiệp gì mọi người có biết không? Lão sư, giáo viên, y sinh, bác sĩ, chữ yuan, nhân viên văn phòng, chú sư là đầu bếp, sâu khô yuan, nhân viên bán hàng, hoặc là thiến tiện sư là thợ làm bánh, hoặc là lý phà sư là thợ cắt tóc. Ngoài ra có khoa trang sư tức là thợ make up. Những tính từ dùng để mô tả về tính cách của người phụ nữ như là温柔, dịu dàng, thiên xin, tinh tế, hoặc là từ tú lì là độc lập. Còn có một từ nữa, đó là kiên cường, là mạnh mẽ. Hiện tại thì đang có một từ dùng để chỉ những người phụ nữ độc lập mạnh mẽ trong tiếng Trung. Và mọi người hãy thử đoán xem đó là từ gì. Hãy comment ở bên dưới và mình sẽ giải thích nhé. Còn sau đây sẽ là những sở thích rất là phụ nữ, như là trà hoa, cắm hoa, chua bỉnh, làm bánh, thán chín, đánh đàn, hay là hoa trang tức là make up, hoặc là mải tung xị, mua sắm, tất nhiên rồi. Và nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, Huyền án phu nghỉ chía, chúng ta nên dành tặng những món quà xinh đẹp như thế nào dành cho phụ nữ. Chúng ta có thể tặng họ xiên hoa, hoa tươi, xiang shui, nước hoa, phú trang, quần áo, tan cao, bánh ngọt, hay là trà sữa, nải trá. Và đừng quên những lời chúc tốt đẹp, mấy họ tợ chủ phú. Và như trên đã nói, hãy dành những lời chúc ngọt ngào nhất cho một nửa xinh đẹp của thế giới trong ngày Phụ nữ Việt Nam. Chúc nì 10月 20日 节快乐. Chúc mấy nữ men 妇女节快乐. Chúc 女人们节日快乐，天天美丽，天天开心。今天越南妇女节，祝您永远年轻，愿你永远快乐如意，幸福无比。亲爱的，妇女节快乐！永远年轻漂亮。阿和，越南妇女节快到了，你男朋友送你什么礼物？你猜出来吗？我猜不住，谁知道呢？那往年他送你什么？有时候送花，有时候送蛋糕，也有时候送衣服。他真了解你的爱好哦。什么礼物对我不重要，我看重的是他的心意。今年我打算送我妈一件特别的礼物，不过还不知道送什么。你有什么好主意吗？那你妈妈有什么特别的爱好吗？我妈呢，她不喜欢旅游，因为她晕车，也不爱读书，因为眼睛不太好。她只喜欢做饭啊，种花和唱歌。那你送她一盆日本玫瑰，选几个她爱听的歌曲。做一个视频，然后把视频送给他，然后亲手做一顿家常便饭请妈妈吃，我肯定他感动极了。买花行，制作视频也没问题，不过对我来说亲手做饭实在太难了，我不太会做饭呢。那我教你啊。做几个家常饭，没有学中文那么难的啊！太谢谢你啊，阿和。Phụ nữ xứng đáng được yêu thương, bảo vệ và chăm sóc. Và nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, Trung tâm Ngoại ngữ Tomato xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới các bạn học viên nữ và phần nửa xinh đẹp của thế giới. Chúc các bạn luôn xinh tươi, vui vẻ và chăm chỉ học tiếng Trung nhé.
Hy vọng các bạn đã có một buổi học thú vị và bổ ích với series tiếng Trung mỗi ngày một chủ đề. Xin hẹn gặp lại trong những buổi học lần sau. 我们再见.